thực tập năm cái lạy chúng ta đã đi khỏi việt nam bao nhiêu năm có thể nhớ nhà hoặc muốn trở về và nghĩ rằng trong mấy tháng nữa trong vài ngày nữa là ta về tới đất nước trong phương pháp tu tập này chúng ta không cần đợi đến khi bước từ máy bay xuống đất mới là trở về chúng ta hãy trở về ngay từ bây giờ mỗi bước chân là một sự trở về quê hương nằm trong lòng chúng ta tổ tiên sông núi đều nằm ở trong lòng chúng ta chúng ta đang làm gì chúng ta đang làm cái này để làm gì đặt câu hỏi tự nhiên chúng ta về quê hương ngay lập tức quê hương là nơi ta gặp được an lạc tỉnh thức gặp được bụt pháp tăng và gặp được tất cả tổ tiên các thế hệ tổ tiên vẫn còn sống sinh động ở trong cơ thể và tâm hồn chúng ta đó là sự thực tập quay về và nương tựa vào cội nguồn gốc rễ. Quý vị đã học và thực tập năm lạy. Những lạy này có mục đích đưa ta trở về quê hương, đưa ta về tiếp xúc với những gì đẹp nhất, thân yêu, gần gũi nhất của ta. Tổ quốc, quê hương, văn hóa, gia đình, dòng dõi quyết thống vân dân Khi lạy xuống, chúng ta có thể tiếp xúc với tất cả. Chúng ta lạy xuống, trán chạm vào đất. Theo lối ngũ thể đầu địa, tức là năm dốc gieo xuống đất năm dốc tức là hai tay hai chân và trán của mình quý vị hãy tưởng tượng một đợt sóng đang cúi xuống tiếp xúc với nước tức là bản chất của sóng chúng ta cũng vậy bục pháp tăng đất nước quê hương tổ tiên dòng họ khi lại xuống chúng ta phải tiếp xúc được với tất cả quê hương đó sau đây là những lời hướng dẫn cho lạy thứ nhất lạy thứ nhất trở về kính lạy liệt vị tiền nhân dòng họ tổ tiên gia đình quyết thống hai bên nội ngoại trong từ thi ngũ thể đầu địa nghe tiếng thầy hay bạn hướng dẫn ta có thể bắt đầu thực tập quán chiếu và tiếp xúc con thấy cha của con con thấy mẹ của con mà xương thịt và sự sống đang quá mặt và lưu nhuận trong từng tế bào và mạch máu của con qua cha con qua mẹ con con tiếp xúc được ông bà của con bên nội cũng như bên ngoại đã và đang đi vào con với tất cả mọi năng lượng mọi trông chờ mọi ước mơ cũng như tất cả trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên trải qua bao nhiêu thế hệ con mang trong con sự sống dòng máu kinh nghiệm tuệ giác hạnh phúc và khổ đau của các thế hệ tổ tiên trong con những yếu kém những tồn tại và những khổ đau đã truyền đạt lại con đang tu tập để chuyển hóa chuyển hóa cho con và cho tất cả quý vị những năng lượng của trí tuệ và năng lượng của thương yêu mà các vị truyền đạt lại con đang mở rộng trái tim con và xương thịt của con để tiếp nhận con có gốc rễ nơi cha nơi mẹ nơi ông nơi bà nơi tổ tiên con chỉ là sự nối tiếp của tổ tiên và dòng họ con xin cha mẹ xin ông xin bà xin tổ tiên hỗ trợ cho con che chở cho con truyền thêm năng lượng cho con con biết rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó con biết cha mẹ nào ông bà nào cũng thương yêu và đùm bọc độ trì cho con cháu dù khi sinh tiền có lúc gặp phải khó khăn hay rủi ro mà không bộc lộ được niềm thương yêu và sự đùm bọc đó con thấy cha ông của con từ lạc long quân qua các vua hùng và biết bao nhiêu thế hệ những người khai sáng đất nước mở rộng cõi bờ gìn giữ núi sông và hung đúc nên nếp sống Việt Nam có thủy có chung có nhân có hậu con là sự nối tiếp của liệt dị con cúi rạp mình xuống để đón nhận năng lượng của dòng họ và tổ tiên của gia đình quyết thống của con xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con chúng ta lại xuống để tiếp xúc với tổ tiên Giữa đất nước với cội nguồn của chúng ta Tất cả đang có mặt ở trong chúng ta Chúng ta không phải đi tìm đâu xa Chúng ta không cần lên máy bay Đi mấy chục giờ mới về tới quê hương Chúng ta chỉ cần bước một bước Chúng ta chỉ cần lạy xuống một lạy Là chúng ta quán chiếu được tất cả Tiếp xúc được rồi Thì những nguồn năng lượng của tổ tiên Của ông bà, của đất nước, của quê hương Của bục, pháp, tăng Sẽ lưu nhuận trong ta Và ta sẽ có thêm sức mạnh Nếu không, ta có thể sẽ trở thành một đứa con đi quan một lãng tử một cô hồn không nơi nương tựa khi ta cảm thấy gốc rễ của tổ tiên dòng họ và đất nước vẫn còn bám sâu trong ta ta sẽ mạnh mẽ và sẽ vững chãi hơn sau đây là lạy thứ hai lạy thứ hai trở về kính lạy bục và tổ sư truyền đăng tục diệm gia đình tâm linh qua nhiều thế hệ Lệ thứ nhất hướng về gia đình quyết thống. Lệ thứ hai là tiếp xúc với gia đình tâm linh. Mỗi chúng ta đều có hai gia đình. Khi lại xuống năm giót sát đất rồi, thì ta bắt đầu quán niệm như sau. Con thấy thầy của con trong con. Con thấy sư ông của con trong con. Người đã dạy cho biết hiểu, biết thương, biết thở, biết cười, biết tha thứ, biết sống trong giây phút hiện tại. Qua thầy của con, qua sư ông của con, con tiếp xúc được với các thế hệ thánh tăng qua các thời đại con tiếp xúc được với các vị bồ tát và với bụt thích ca mâu ni người đã khai sáng gia đình tâm linh của con đã có từ hai nghìn sáu trăm năm nay con biết bụt là thầy của con mà cũng là tổ tiên tâm linh của con nữa con thấy trong con có chất liệu nuôi dưỡng của bụt của tổ của các thế hệ cao tăng và năng lượng của liệt dị đã và đang đi vào trong con, đã và đang làm ra sự bình yên an lạc hiểu biết và thương yêu trong con. Con biết, buộc đã giáo hóa cho gia đình quyết thống của con trong bao nhiêu ngàn năm, đã làm đẹp, làm lành nếp sống đất nước của con và của dân tộc con. Buộc đã làm cho dân tộc con trở nên một dân tộc thuần từ và văn minh. Điều này con thấy rõ trong nền văn minh lý và trần. Con biết nếu không có bụt, có tổ, có thầy Thì con không biết tu tỉnh và chế tác an lạc cho con Và cho gia đình con Con mở rộng trái tim và xương thịt con Để tiếp nhận kinh nghiệm tuệ giác, tình thương Sự che chở và năng lượng từ bi của bụt Và của các thế hệ thánh tăng Gia đình tâm linh của con Con là sự tiếp nối của bụt Và của các thế hệ tổ tiên tâm linh của con Xin Bụt và Chư Tổ, xin Sư Ông và Thầy truyền cho con nguồn năng lượng thương yêu an lạc và sự dẫn chải của liệt dị. Con nguyện tu tập để chuyển hóa và để truyền về cho thế hệ tương lai năng lượng của Bụt, của Tổ và của Thầy. Sau khi lạy hai lạy như vậy rồi, ta thấy năng lượng của gia đình huyết thống và năng lượng của gia đình tâm linh chuyển động trong huyết quản và trong tâm tư ta ta cảm thấy vững chãi hơn, có đức tin mạnh mẽ hơn, và ta lạy lạy thứ ba để tiếp xúc với đất nước, với khí thiên sông núi và liệt dị tiền nhân. Tiền nhân đã qua đời nhưng vẫn luôn luôn có mặt để che chở phù trợ cho ta. Lạy thứ ba, trở về kính lạy liệt dị tiền nhân khai sáng đất này sông núi khí thiên hàng ngày che chở con thấy con đang đứng trên đất nước này và tiếp nhận công ơn khai sáng của tiền nhân đất nước này con thấy các vua hùng con thấy trần hưng đạo con thấy lý thái tổ con thấy lý thánh tông con thấy bao nhiêu người có tên tuổi và không có tên tuổi đã đem tài trí kiên nhẫn và chịu đựng làm cho đất nước này trở nên nơi nương náo của bao nhiêu giống dân đã lập nên trường học nhà thương xây dựng cầu cống đường xá chợ búa đã thiết lập nhân quyền luật pháp và phát minh khoa học làm cho mức sống được nâng cao con cũng tiếp xúc được với những thế hệ tổ tiên ngày xưa đã sinh sống trên đất nước này và đã biết sống an lành với mọi loài và với thiên nhiên con sống ở đây học hòa hợp với thiên nhiên với con người và cảm thấy năng lượng của đất nước này đi vào trong con yểm trợ con chấp nhận con con xin nguyện tiếp tục giữ gìn và làm tiếp nối những dòng năng lượng ý xin nguyện góp phần chuyển hóa những bạo động căm thù và vô minh còn tồn tại trong đất nước và trong xã hội này xin quý vị tiền nhân phù hộ độ trì cho chúng con nếu đang sống ở quê hương thì trong khi lạy xuống lạy thứ ba ta phải tiếp xúc được với các vị tiền nhân khai sáng đất nước có những vị tuy không để lại tên tuổi nhưng đã âm thầm xây dựng đất nước nếu đang sống ở hải ngoại ta cũng phải biết đất nước mà mình đang sống đây là do những ai khai phá và xây dựng phải tiếp xúc được với tiền nhân của đất nước này sau ba lạy ta đã cảm thấy như một thân cây có gốc rễ có thêm nhiều năng lượng lạy thứ tư dành cho người mà ta thương yêu để ta chia sẻ những nguồn năng lượng đã nhận được lạy thứ tư trở về kính lạy gia đình quyết thống gia đình tâm linh gia hộ độ trì cho người con thương người con thương có thể là cha con mẹ con anh con chị con em con cháu con thầy con sư ông của con khi lạy xuống ta sẽ quán nguyện như sau những nguồn năng lượng vô biên mà con vừa tiếp nhận được con xin truyền cho cha con chia sẻ cho cha con, tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, cho những người con thương yêu, cho những người đã từng khổ đau, đã từng lo lắng, đã từng buồn khổ vì con, vì những dụng về và dại dột của con trong quá khứ, và cũng đã từng lo lắng buồn khổ vì hoàn cảnh khó khăn và không may của các vị. Con xin truyền nguồn năng lượng ấy, nguyện cầu và tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, cho anh chị em của con, cho những người thân của con cho chồng con cho vợ con cho các con của con để cho tâm hồn họ lắng dịu lại cho khổ đau trong lòng những người ấy được chuyển hóa cho những người ấy nở được nụ cười cho những người ấy cảm nhận được niềm vui sống cho những người ấy mạnh khỏe trong thân thể và an lạc trong tâm hồn con hết lòng cầu mong cho những người ấy có hạnh phúc và an lạc con biết nếu những người ấy có an lạc thì con có an lạc con cảm thấy trong lòng con không oán hận trách móc những người ấy một mảy may nào con lạy tổ tiên và ông bà trong gia đình quyết thống tổ tiên trong gia đình tâm linh của con phù hộ độ trì cho những người con thương những người mà con đã nguyện thương yêu và chăm sóc con thấy con không còn là một cái ta riêng biệt mà đã trở thành một với những người con thương thỉnh một tiếng chuông ta đứng dậy lúc đó sự phân biệt giữa cái ngã và cái phi ngã không còn nữa mình và người mình thương trở thành một dòng liên tục an là của mình trở thành an là của người mình thương trong khi ta lạy và quán chiếu như vậy thì ranh giới giữa ta và những người ta yêu thương được phá bỏ ta thấy được ta với người đó cùng chung một dòng sinh mạng nếu ta vẫn chạy và có năng lượng thì ta có thể truyền được năng lượng đó cho người ta thương tình thương trong mình nuôi dưỡng chính mình trước và vì vậy trong tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái đến lạy thứ năm thì ta cúi xuống và truyền năng lượng của ta cho những ai đã từng làm khổ ta nhiều người lúc đầu không chịu được lạy này người kia đã làm cho mình đau khổ tại sao bây giờ mình phải thương yêu và truyền năng lượng cho họ nhưng sau khi thực tập được vài tuần thì ai cũng thấy có ít lợi. Thực tập với tất cả tâm hồn của ta, sau đó mấy tháng trong lòng ta, ta cảm thấy hận thù tiêu tan rất là màu nhiệm. Nhiều người cho biết họ chỉ thực tập lại thứ năm trong vòng sáu tháng rồi thôi, không thực tập nữa, vì sau thời gian đó họ đã hoàn toàn không còn thù ghét những người đã làm khổ họ nữa. Lạy thứ năm Trở về kính lạy gia đình huyết thống gia đình tâm linh gia hộ độ trì người làm khổ con trong từ thi ngũ thể đầu địa ta thiết lập cảm thông với người kia con mở rộng lòng ra để truyền đi năng lượng hiểu biết và xót thương của con tới những người đã làm con khổ đau và điêu đứng con biết người ấy cũng đã đi qua nhiều khổ đau đã chứa chấp quá nhiều cay đắng và bực bội trong trái tim nên đã làm dung giải những khổ đau và bực bội của người ấy lên con. Con biết những người ấy không được may mắn, có thể là từ hồi còn bé thơ đã thiếu sự chăm sóc và thương yêu, đã bị cuộc đời dằn vặt và ngược đãi bao nhiêu lần. Con biết những người như người ấy chưa có may mắn được học, được tu, trái lại đã chứa chấp những tri giác sai lầm về cuộc đời và về con. Nên đã làm khổ con và làm khổ những người con thương con xin gia đình quyết thống và gia đình tâm linh của con truyền năng lượng cho người đó cho những người đó để trái tim của họ được tiếp nhận giọt nước cam lồ mà nở ra được như một bông hoa có thể lần đầu tiên trong đời họ con chỉ cầu mong cho người đó được chuyển hóa cho người đó tìm được nguồn vui sống để không còn giữ tâm thù hận mà tự làm khổ mình và làm khổ người khác con biết những người ấy khổ mà không tự chủ được nên đã làm khổ con và những người con thương. Con cũng cầu mong cho tất cả những ai đã làm cho gia đình con khổ, dân tộc con điêu đứng, kể cả những kẻ xâm lăng, cướp nước, hải tặc, những kẻ ích kỷ, dối trá và tàn bạo được nhờ ơn bụt, ơn tổ, ơn tiền nhân mà cải quá. Con thấy họ khổ và nỗi khổ ấy đang kéo dài qua nhiều thế hệ và con không muốn giữ tâm niệm sân hận oán thù Con không muốn cho họ khổ Con có gốc rễ nơi tổ tiên và dòng họ quyết thống Và dòng họ tâm linh Trái tim con đã nở ra như một đóa hoa Con xin buông bỏ tất cả mọi hiềm hận Một lòng cầu nguyện cho kẻ đã làm khổ con Làm khổ gia đình và dân tộc con Được thoát khỏi dòng tai nạn và đớn đau để họ có thể thấy được ánh sáng của niềm vui sống và an lạc như con tâm con không còn mang một mảy may trách móc và oán thù con xin truyền năng lượng của con cho tất cả những người ấy lạy bụt lạy tổ lạy ông bà chứng minh cho con đây là sự thực tập lòng từ bi trong đạo bụt bụt vậy hận thù không thể nào đáp lại được với hận thù chỉ có tình thương và sự tha thứ mới đáp lại được với hận thù mà thôi khi ta thực tập như vậy thì chất liệu từ bi trào lên trong trái tim ta, sự tha thứ, sự thương yêu sẽ chữa trị cho ta và con người ta sẽ an hòa và mạnh mẽ hơn, hạnh phúc trở thành quá thật. Lòng ta còn mang theo chất liệu của hận thù thì ta còn khổ đau mãi mãi. Tùy trường hợp từng người, ai đã từng đau khổ quá nhiều, vết thương hận thù quá nặng thì phải thực tập lại thứ năm này nhiều lần. Muốn lại thứ năm được thành công thì trước hết Ta phải thành công trong sự thực tập lạy thứ nhất và thứ hai. Ta phải trở về tiếp xúc được với tổ tiên trong gia đình huyết thống, tổ tiên trong gia đình tâm linh thì mới có đủ năng lượng thương yêu để thực tập lạy thứ năm này. Tối nào tôi cũng lạy cả, có khi tôi lạy phủ phục rất lâu. Trong những giây phút đó, hiệu quả chữa trị và nuôi dưỡng đã xảy ra thật sự. Phương pháp năm cái lạy này đã được các vị thường trú ở làng Mai thực tập mỗi ngày. Quý vị có thể lên chánh điện hoặc thiền đường một mình để thực tập riêng. Quán nguyện như thế nào cho thích hợp với trường hợp của mình thì làm, nhưng trước hết phải học phương pháp theo sự hướng dẫn như trên. Đối với những vị đã có gốc rễ tôn giáo khác và mới quay về nương tựa buộc Pháp và Tăng, thì nên lạy thêm một lạy khác nữa. Lạy thứ sáu này, để tiếp xúc với gia đình tâm linh gốc rễ của họ, gia đình tâm linh họ đã lìa bỏ nhưng ngày xưa tổ tiên và ông bà của họ đã theo ví dụ như ngày xưa tổ tiên ông bà đã theo do thái giáo hay là cơ đốc giáo thì bây giờ ta phải lạy cái lạy thứ sáu này để trở về và tiếp xúc gốc rễ của gia đình tâm linh đó rất cần thiết cho sự chữa trị và sự vững mạnh của ta những người có hai gia đình tâm linh thường thường là những người châu âu và châu mỹ cho nên tôi sẽ đọc lời quán nguyện này bằng tiếng Anh. Có hai gia đình tâm linh thì chúng ta có thể giàu có thêm. Tiếp xúc được với nhiều gia đình tâm linh chỉ làm đời sống tâm linh của ta giàu có thêm thôi. Trong thời gian ở phương Tây, tôi đã gặp những người bạn thuộc những truyền thống do Thái giáo và Cơ đốc giáo. Những người còn gốc rễ tâm linh vững chãi thì nơi họ có lòng từ bi, có quan hỷ, có nhân ái họ đã giúp ta bằng sức mạnh tâm linh của họ, họ giúp ta vận động chấm dứt chiến tranh, đã giúp ta nuôi trẻ mồ côi, cứu trợ những nạn nhân chiến tranh, bảo lục dân dân. Chúng ta thấy chất liệu thương yêu và hiểu biết quá thật. Tiếp xúc được với họ, ta tiếp xúc được với gia đình tâm linh của họ, tiếp xúc được với những vị đạo sư của họ. Chúa Kitô là một vị đạo sư đã dạy về bác ái, về thương yêu. Chúa Kitô là một vị Bồ Tát lớn vì Ngài đã tạo nên niềm tin và đức từ bi nơi hàng triệu triệu người. Khi nhận ra Chúa Kitô là một vị Bồ Tát, thì ta thấy niềm tin của mình nơi Bụt, nơi Pháp, nơi Tăng, nơi truyền thống tâm linh của chính ta lớn thêm và giàu có lên thêm. Đối với những người thuộc về các truyền thống tâm linh do Thái hay là cơ đốc chẳng hạn, khi nhận Bụt Thích Ca làm Thầy, nhận các vị như Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước là Thầy, thì họ cũng làm giàu cho truyền thống tâm linh của họ. Lệ thứ sáu này có mục đích đưa họ về tiếp xúc được với gốc rễ tâm linh mà lâu nay họ đã lơ là hoặc đã ruồng bỏ. Đạo Bụt dạy chúng ta rằng ngã được làm bằng những yếu tố phi ngã. Đạo Bụt được làm bằng các chất liệu không phải đạo Bụt. Phật Pháp tức thế gian Pháp. Đạo Bụt không nghĩ rằng chỉ trong truyền thống của ta là có chân lý và chân lý không thể có trong những truyền thống khác người theo đạo bụt không có chủ đích làm cho người khác bỏ truyền thống tâm linh của họ để đi theo mình theo giáo lý này ta phải giúp cho người khác trở về bám rễ vào trong truyền thống tâm linh của họ sự thực tập đạo bụt có mục đích giúp người ta trở về nguyên quán quê hương tâm linh quê hương quyết thống Phương pháp của chúng ta khác với phương pháp của những giáo sĩ ngoại quốc tới nước ta cách đây ba bốn trăm năm. Chúng ta hiện giờ đang làm ngược lại phương pháp của họ. Chúng ta sang phương Tây chia sẻ sự thực tập của chúng ta, nhưng lại mong ước và khuyến khích những người phương Tây trở về với truyền thống tâm linh của họ. Vì chúng ta biết rõ, khi một người mất gốc, người ấy trở thành một cô hồn lãng tử, khó mà có được an lạc hạnh phúc vững chảy và thảnh thơi. Cho nên lạy thứ sáu này rất cần thiết cho những người đã bỏ truyền thống tâm linh cũ của họ. Việc tu tập của chúng ta là một sự trở về, trở về tiếp xúc với quê hương. Quê hương đó có thể được tiếp xúc ngay bây giờ và ở đây, ngay chính trong con người của ta. Chúng ta không cần đi máy bay mới trở về được quê hương tâm linh. Chúng ta không cần tưởng tượng. Trong ta có gốc rễ của gia đình huyết thống, có gốc rễ của gia đình tâm linh có bục có pháp có tăng có ông bà tổ tiên khi trở về chúng ta được che chở chúng ta được tiếp nhận thêm năng lượng chúng ta bắt đầu được nuôi dưỡng được chuyển hóa và trị liệu cả vật chất lẫn tinh thần trong khi thực tập mỗi bước chân ta là một sự trở về bước đi mỗi bước điểm ta đạt tới là bây giờ và ở đây bài đã về đã tới là để giúp ta thực tập sự trở về đó bài quay về nương tựa hải đảo tự thân cũng là để ta thực tập điều đó mùa thu vừa qua trong buổi thuyết giảng ở bucketley tôi đã nói phương pháp thực tập của chúng ta có thể được gọi là phương pháp trở về trong cuộc sống thất niệm và quên lãng chúng ta để cho tư tưởng để cho nhớ thương giận hờn quá khứ và tương lai lôi kéo chúng ta đã sống như một bóng ma đã bước đi trong cuộc đời như một người mộng du chúng ta chưa trở về ngoài chánh niệm không ai có thể giúp chúng ta trở về được quê hương của chính ta quê hương tâm linh cũng như quê hương huyết thống với những câu hỏi anh đang làm gì anh làm cái đó với mục đích gì anh đang đi đâu chúng ta trở về ngay với chánh niệm vậy bây giờ và ở đây bỗng nhiên ta biết rằng ta đang đứng trên quê hương chưa bao giờ rời khỏi quê hương ta trở về như vậy chúng ta cảm thấy tràn đầy và được nuôi dưỡng phương pháp này phải thực tập trong từng giây từng phút nếu quý vị thất bại trong thời gian thực tập ở làng mai thì tôi lo rằng quý vị sẽ thất bại khi về nhà tại làng mai có một tăng thân đang cùng tu tập chúng ta phải giúp nhau tu tập nếu ở làng mai mà chúng ta không tạo ra được một thói quen một tập khí mới thì khi trở về chúng ta sẽ bị cuốn theo nhịp sống cũ khó thực tập thành công được cho nên trước khi lên máy bay chúng ta phải thành công trong sự trở về